Em Quang Vương xin kính chào các bác. Hôm nay xin giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ Vodex được nhập nguyên chiếc từ đất nước Pháp về. Chiếc đồng hồ Vodex này nó có chiều cao là 56 cm và chiều ngang là 46 cm, thưa các bác. Em để cái mã là 1685 để các bác tiện theo dõi và xin giao lưu với các bác là 17 triệu. Trên đây là các bác đang xem chiếc đồng hồ Vodex được sưu tầm và nhập nguyên chiếc từ nước Pháp, mặt bát sắc nằm số nổi, chân cài vàng, kim vàng, lắc vàng đặc biệt, và cái kính gọi là kính mo hay gọi là kính cong, thưa các bác. Cái kính này gọi là kính cong vậy này, co hay là bên dưới là kính vẽ thủy cực kỳ đẹp luôn đó. Tôi thấy cái nguyên bản 100% từ bên đất nước Pháp về sưu tầm, em về chỉ còn lau chùi sơ qua thôi. Cái nước vỏ thùng sơn người ta làm cái nước hơi màu thâm thâm tối tối, vì thế nó tăng cái sự vẻ đẹp cổ kính và cực kỳ trang trọng khi mà các bác treo ở trong ngôi nhà của cái bác. Thưa các bác, em mở cái thực thùng này cho bác xem. Đây, mặt bát sắc nằm số nổi chân cài rất đẹp. Đây là hướng dẫn sử dụng của chiếc đồng hồ được đóng trong thùng, và đây là logo của ông Vodex, và đây là cái phong bao cái bé của đại lý bán hàng ra để trong này. Khóa lên cót chống tường, tất cả một cái linh kiện của chiếc đồng hồ này còn đầy đủ, thưa các bác. Với bảo cót không một tuần trời, các bác vẫn đánh có một lần. Thưa các bác, mặc dù chiếc đồng hồ Vodex này được ra đời sản xuất vào năm 1930, nhưng bác thấy trên tình trạng còn rất đẹp và rất là tuyệt vời luôn. Củ gông chữ T nó có 8 côn, 8 búa, chơi vào nhạc Webminton 15 phút đêm nhạc của lần. Các bác sẽ đềm chuông luôn 15 phút. Quý bác thấy âm thanh cực kỳ ngân nga và cực kỳ tuyệt vời trong một chiếc đồng hồ Vodex được ra đời sản xuất vào năm 1930, thưa các bác. Bây giờ em sẽ tháo bộ máy ra để bác nhìn. Ở bên này nó có hai cái ốc chống máy, em tháo ra. Đó, tất cả các linh kiện của chiếc đồng hồ này còn đầy đủ bác nhé. Đó, bên này nó có một chiếc nữa. Đó, Vodex thì luôn luôn được trang bị các linh kiện rất là đầy đủ luôn. Đó, em làm video rất là chi tiết thì bác lưu ý Vodex còn trang bị thêm hai cần gạt ra thế này. Nếu các bác không muốn nghe nhạc, chúng ta có thể gạt ra thế này. Chúng ta thì được cái vồ nó không chạm vào côn thì không tạo ra âm thanh. Hoặc là khi mà chúng ta muốn tháo máy ra thì chúng ta cũng nên gạt ra thế này. Khi lúc nắp vào mà chúng ta gạt ra thế này thì cái vồ nó không chạm vào côn này được, nó không sẽ gây ra sự gãy côn, vân vân. Thì sau đó là các bác tháo quả nắp ra. Bác thấy bên dưới quả nắp này, bác thấy vừa đẹp bây giờ là có cái gần như chiếc nào cũng có ấy, nó có cái khóa cái chỗ quả nắp. Như chị S này, chúng ta khi vận chuyển ta vòng lại thế này. Đấy, khi mà chúng ta nhận hàng, chúng ta mở ra và chúng ta treo con lắc vào đây. Hai bên nó có hai cái ốc cầu, em tháo hai cái ốc cầu ra. Đó. Và em xin đặt cái điện thoại xuống dưới này và rút bộ máy ra nhìn cái bộ máy cái chiếc ngổ này. Em xoay lại kỹ bộ côn bác nhìn, bộ côn 8 côn, 8 búa, bộ côn gông chữ T. Cho âm thanh rất là ngân nga và rất là hay. Chiếc đồng hồ này thì người ta trang bị thêm cả cái khóa gông côn. Tại khi mà vận chuyển chiếc khóa vào thế này. Đấy, bên này vậy khóa vào thế này. Có cái cài thế này. Thì cần khi mà chúng ta sử dụng nó cần nhấc lên. Đấy, nhấc lên. Nhấc cái này này, chúng ta banh ra là được. Đấy, bác lưu cho rất là đơn giản thôi. Và đây là bộ máy của Vodex, bộ máy 37 logo Vodex này, Vodex bộ máy 37. Đấy, bộ máy lớn của Vodex. Đấy, rất là đẹp, còn vàng mà còn đẹp. Đó, đâu. Mặc dù được ra đời sản xuất phải năm 1930 nhưng tình trạng còn rất là tốt. Như bác đang xem video đây, em xin đặt cái điện thoại xuống dưới này, nắp
lại bộ máy lại như cũ, thưa các bác. Tháng 5 lại như cũ. Khi mà các bác sử dụng đồng hồ thì các bác cũng tháo anh em, và cứ khoảng độ 6 tháng các bác tháo anh em, các bác tra dầu cho nó một lần, tra dầu ở những ổ trục và những cái nụ cóc của nó thì đồng hồ đảm bảo sự bền bỉ rất là cao, thưa các bác. Trên đây em Quang Vững đang giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ phơi đét được ra đời sản xuất vào năm 1930 và giá giao lưu của các bác là 17 triệu với cái mã để là 1685, chiều cao là 56cm và chiều ngang là 46cm. Bác này yêu thích đồng hồ phơi đét số nổi trên cài vàng này, lắc vàng, và đặc biệt là xin gọi cho em đồng hồ của Quang Vững. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở đồng hồ của Quang Vững.